khẩu súng mà phải nói là xạ tốc nó thuộc hàng bá đạo rồi anh em ạ. Rồi, chúa quỷ xuất hiện rồi. Không thể ngăn cản được chúa quỷ rồi. Ôi dồi ôi, con vịt của... Ui trời ơi, vâng, tuyệt vời. Một cái mạng chúa quỷ đầu tiên dành cho Tuấn HC. Nào, chúa quỷ. Rồi, hình như là con cảm thấy hình như là chúa quỷ đã bắt đầu gọi là... À rồi, động đậy này. Vâng, với cái xạ tốc bá đạo như thế này mà được dí gần thì chắc chắn rồi được cái zombie là điều quá là dễ dàng với khẩu súng. Thôi xong. Thế thì còn nói cái gì nữa đây? Rồi. Tôi thấy là không ổn rồi. Vâng, trèo lên đây thôi. Té. Vâng, bây giờ lại còn hết đạn như thế này nữa thì bảo sao mà không nhọn. Vâng, cái này là hỏng rồi. Cái này là hỏng hẳn rồi. Ôi giời ơi. Vâng, cái đầu to lùng của zombie chúa quỷ đã được mình tận dụng một cách gọi là tối đa và triệt để. Rồi, zombie con đi đâu hết rồi? Không thấy bất cứ một zombie con nào đi săn. Thế mới tài anh em ạ. Nào, đi đâu đây? Ôi giời ơi. Vâng, thế là xong. Tuyệt vời. Xong cái hiệp đấu đầu tiên thì đó, mặc dù là không được đông cho lắm, nhưng mà với việc mình cũng tiêu diệt được khá là nhiều zombie chúa quỷ. Vì vậy là các bạn cũng có thể thấy được cái uy lực của khẩu súng này. Tuy khẩu súng không có bất cứ một cái gọi là vạch tâm tam zombie nào, nhưng mà khẩu súng vẫn phải gọi là rất là đáng sợ với gọi là anh em nhà zombie. Nào, đấy các bạn thấy chưa, sấm hút cực kỳ bá đạo luôn, xạ tốc quá lớn, đã biến cái khẩu súng VIP M4 này trở thành gọi là con quái vật săn rôm rồi. Rồi, mấy ông cứ đứng ở dưới đấy, tí nữa bị zombie cào thì lại trách tại số. Rồi, tôi biết ngay mà. Tôi nói có sai không? Rồi, đi đâu? Đi đâu? Vâng, tất cả cút ra. Chạy đi đâu? Tụt quần, tụt áo. Nào, đuổi Tuấn HC đi. Úi giời ơi, thanh niên nào đuổi Tuấn HC đây? Không thể biết được. Vâng. Rồi, tôi để xem là các bạn đang ở đâu nào. Đấu hết với nhau à? Vâng. Mình xin nhé, hi. Đây nữa. Ok. Cầu mong là đừng có ai nhìn thấy, tuyệt vời. Vâng, có người đã nhìn thấy mất rồi. Nào, đừng có ai KS. Vâng, KS của Tuấn HC là không có được. Nào, còn zombie xuất hiện này. Vâng, lên bảng điểm số ngay lập tức. Đi đâu đây? Ngon quá mẹ ơi. Đây rồi, băng đạn của tôi đây rồi. Very good. Nào, này thì tụt quần này. Vâng, bắn cho tụt quần luôn. Ấy. Nào, để đây. Nhảy lên đây. Vâng, ăn quả bom đến từ thanh niên có cái tên rất thế giới động vật. Vâng, ếch. Tuyệt vời. Vâng, lại một mạng nữa đến từ zombie con tụt quần. Vâng, bắn cho thanh niên này tụt quần luôn. Vâng. Rồi, 49 giây để vượt lên chính mình nào. Zombie đâu hết rồi? Ủa, cái gì đây? Lại là thanh niên tụt quần. Thanh niên này kiểu có duyên với mình vãi trưởng anh em ạ. Làm gì đây? Ôi giời ơi, quá là đơn giản luôn. So easy. Nào, nhảy đây. Nhảy lên. Ui giời. Vâng, tuyệt vời. Còn thanh niên nào nữa? Bất cứ thanh niên nào lên đây đều sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù trên tay mình đang còn mỗi một khẩu lục anh em ạ. Hơi thốn. Thôi, xong rồi. Vâng, thanh niên nhảy tốt quá. Tốt quá mẹ ơi. Vâng, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng, tuyệt vời. Ở những cái giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai thì mình đã gọi là không còn đủ đạn nữa để có thể chống chọi lại với gọi đàn zombie nó đông như quân đông. Ok, bom
liếc và tắt kiểu quăng ra luôn. Rồi, zombie ở đâu? Zombie ở đây. Thôi xong rồi mà. Xin gửi tặng bạn bài hát, không kịp nữa rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Ngu người. Vâng, tôi bảo là ngu người mà. Úi giời ơi. Mạng ngon, vâng, mạng ngon là phải chơi. Mạng ngon, phải chơi anh em ạ. Phải chơi hết. Đây rồi, bạn của tôi đây rồi. Úi giời ơi, vâng, tuyệt vời. Nào, chúa quỷ nào. Úi giời ơi, phải nói là cầm khẩu súng này đi săn zombie đã thì thôi rồi anh em ạ. Phê loài. Nào, còn thanh niên nào? Úi giời ơi giật. Nào, nhảy lên đây làm cái gì? Ôi thôi xong, vâng, tuyệt vời. Thanh niên có sự, có cái sức chống chịu phải gọi là rất là very good anh em ạ. Rồi xong. Vẫn mắt xe ở biến gồm cái là vỡ trận ngay. Không ai còn đủ sức để chống lại đàn zombie hung ác nữa. Nào, chúng ta lại cùng tiếp tục phấn đấu và cố gắng cho cái trận đấu tiếp theo. Rồi, zombie đã xuất hiện. Anh ở đâu? Rồi, zombie đang trèo lên khu vực anh nhá. Vâng, zombie đang tiến tới. Vâng, liệu người chơi... Rồi, người chơi sống rồi. Tuyệt vời, vâng, một tình huống thoát game. Tôi không hiểu được đây là cái gọi là cái tinh thần chơi game gì đây. Tại sao lại thoát game cách vô duyên như vậy? Nào, thanh niên nào trong số những thanh niên này sẽ biến thành zombie đây? Không có ai, vâng. Zombie ở đâu? À, đứng giữa chợ. Quạt ai? Ô, thanh niên này quạt xong rồi treo máy luôn. Thử cấu thế nhỉ? Cẩn thận nó lừa đấy bạn ơi. Cẩn thận đấy, những thanh niên như vậy là rất là hay lừa tình đấy. Vâng, phi vào mà chém trận chiến là kiểu gì cũng gọi là. Nào, bắn đi. Chém. Rồi, chúng ta có vài chục giây để nghỉ ngơi và giải lao. Vãi nồi. Vâng. Đấy, nó vừa đi nó vừa bấm còi, khốn nạn như thế đấy các bạn ạ. Thiệt là khốn nạn quá đi. Kiểu đêm hôm đi bấm còi chơi. Đường thì một mình một đường nhưng vẫn phải bấm còi. Còn mười mấy giây còn lại không biết là zombie có kịp xuất hiện hay không đây.
khẩu súng VIP M4 đi săn tôm, được rất là nhiều anh em gọi là yêu cầu, và rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là like cũng như là subscribe. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye bye.